Nếu anh em mà chúng ta muốn chơi những con bói, những con hai bách, những con 24k mà siêu body thì anh em xem clip này ha. Em mới vừa kéo ở bên trại về Châu Văn Liêm số 38, mười mấy con từ hai bách, từ Malagon 24k, 24k 49, siêu body luôn anh em, con nào cũng siêu mũ luôn. Cá nuôi tại trại của Rồng Việt Nam mọi người nha. Thì trong clip này em sẽ lên mười mấy con và sẽ báo lúa cho mọi chúng ta từng con một ha. Size lớn nha, size từ 50 đổ lên. 50 đổ lên, 50 50 mấy xăng đó thì sẽ có lúa từng con. Nói chung là dưới 10 củ là anh em sẽ có những con cá siêu đẹp luôn, siêu body luôn. Anh em nuôi trên hồ này khó đạt cái body như vậy lắm nha anh em ha. Đây là không phải là clip cá mà xả cá lỗi nha mọi người nha. Cá này cá chuẩn đẹp mắt môi. Đúng body cực đẹp luôn, cho nên anh em chúng ta xem, anh em muốn chơi những con cá đẹp thì xem clip này ha. Ok mọi người, thì bây giờ em sẽ quay vô từng con một quay cho mọi người chúng ta xem ha. Đó, thì đây. Đầu tiên là em này. Đó, mọi người thấy không? Màu mè ngon lành ha. Và đặc biệt là tất cả những con trong clip này đều là siêu muỗng nè anh em thấy không? Bối mà đầu muỗng thì rất là hiếm có. Mà anh em thấy nè, con cá đầu muỗng như thế này. Đó, vàng khay luôn, cá nuôi dưới ao. Này, anh em thì có thể chơi phong đen, phong xanh vô tư nha. Đuôi có rách một tí không thành vấn đề ha. Em này là ô số 1, 24k. Em này là 9 củ 2. 9 củ 2. Mọi người chúng ta sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao cái lúa nó cao như vậy. Anh em nhìn nè, anh em tím đâu ra con cá bối mà body giống như vậy. Mắt mo nó cứ địch là mắt zin nha, không có đụng dao kéo hay là phẫu thuật cái gì hết anh em ha. Đó, em này 50 xăng. Bối 50 xăng, mắt môi chuẩn chỉ nè. Anh em thấy không? Body siêu đẹp luôn. Body đều huyết nhiều khi còn không có nữa. Đó, anh em mình xem nha. Ô đầu tiên. Đó. Rồi, bên đây là ô số 2 nè anh em. Con này là Malagon. Anh em xem nè, tất cả những con cá trong đây đều là body rất là bự và đầu muỗng, mắt môi râu ria là khích địch nè anh em thấy không? Ô số 2 này là Malagon là 6 củ 5. Em này là trên 50 xăng luôn. Trên 50 xăng anh em mình xem ha. Đó, anh em nào chúng ta tới chúng ta xem thực tế đi, anh em sẽ thấy những con cá đẹp hơn trong clip rất nhiều luôn. Và vẫy đang leo lưng nè anh em thấy không? Malagon vẫn leo lưng bình thường nha anh em ha. Cá nuôi ao, anh em có thể nuôi lên trên hồ bình thường, nuôi hồ đen, hồ xanh, hồ gì đó, hai anh em muốn thả ao tiếp tục thì thả. Mấy anh này là đã 3 tuổi rồi, đã tới cái tuổi sinh sản luôn rồi anh em ha. 6 củ 5, em này ô số 2 mọi người nha, ô số 2 6 củ 5. Đó. Anh em thấy ha. Rất là ok nha. Tiếp theo là ô số 3. Ô số 3 con này là một bé hai bách nha mọi người nha, bé hai bách vẫy leo hàng năm. Đó, đầu siêu muỗng, mắt môi chuẩn chỉ, râu ria. Đó, màu nó rất là sậm luôn anh em ha. Thì đây là ô số 3, con này là 5.5, một bé hai bách, mắt môi chuẩn chỉ nha. Đó, anh em thấy không? Vẫy leo hàng năm. Đó. Đu rách lý do là anh nuôi dưới ao nên là kéo lên thì nó rách, nhưng mà vài ba ngày là bình thường anh em ha. Anh em là chơi cá chúng ta biết rồi. Chơi cá lâu chúng ta sẽ biết đu rách lành lại rất là nhanh, rất là bình thường anh em ha. Rồi, đây là ô số 3. Em này là 5.5 mọi người nha, mắt môi chuẩn chỉ nè anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Ô số 3. Đó. Rồi, bên đây thì là một bé này là ô số 4 nè, con này là con Malagon. Nhưng mà con này là Blue Bay nha anh em. Đấy, để cho nó quay qua cho anh em mình xem. Nó Blue Bay rất là đậm luôn. Đó, đây đây quay qua nè. Đây. Blue Bay rất đậm nha. Ở ngoài nhìn nó đậm nguyên con Blue Bay luôn, rất là đậm luôn. Đó, thì bé này là 6 củ 5 ô số 4 Malagon tím, Malagon Blue Bay ha anh em ha. Đó, mắt mo là chuẩn chỉ hết. Đó, Blue Bay rất là đậm, đuôi càng, đầu muỗng ha. Chuẩn chỉ hết luôn, hoàn hảo luôn. Em này là 6 củ 5 nha mọi người nha, 6 củ 5. Em nó size tầm 50. Đó, 6 củ 5, ô số 4 nha mọi người ha, Malagon tím, đầu muỗng. Đó. Rồi, tiếp theo bên đây là ô số 5. Con này vàng như mít luôn anh em ơi. Vàng cực kỳ đẹp luôn, vàng như mít. 24k, em này ô số 5, 8 củ 5. Bên em có nâng cấp lên đời cho anh em mình ha. Anh em nào thích, chúng ta có những con cá không đẹp hay là bị lỗi gì đó, anh em có thể liên hệ em để chúng ta đổi những con cá đẹp chúng ta chơi. Đó. Đây là ô số 5, 24k, em này là 8 củ 5. Con này là size khoảng tầm gần 55 anh em ha. Gần 55 xăng, vẫy leo lưng nha anh em. Đây, vẫy lên lưng nè anh em thấy không? 24k. Đầu muỗng nha, bối mà đầu muỗng cỡ này thì quá là hiếm có luôn. Anh em nuôi trên hồ rất là khó đạt cái body như thế này. Màu mè ngon lành và mắt môi luôn luôn là chuẩn chỉ, anh em thấy không?
đã nuôi 3 năm rồi anh em ha. Anh em mà thích chúng ta muốn làm sinh sản gì đó cứ hú em là có làm sinh sản cho anh em mình luôn đó. Đây là ô số 5 mọi người nha. Rồi tiếp theo là ô số 6. Ô số 6 này là một bé hai bách, em này cũng tầm 50 cm, mắt môi chuẩn chỉ, body bản cao, em này 5 củ 5 nè, mắt môi là cực kỳ chuẩn luôn anh em ha, 5 củ 5 cho bé này đó. Đuôi có rách một tí nha, tất cả đều là như vậy tại vì mới kéo hôm qua ở bên trại đem về đó. 5 củ 5 này là ô số 6 em hai bách nha mọi người nha. À, đó cái con này thì cái tay bơi bên phải của nó bị một cái trước nó bị rách cho nên là nó hơi nhỏ hơn chút xíu đang ra lại anh em ha. Đó tình trạng có sao em báo vậy đó. Rồi con này anh em lấy anh tính 5 củ nha, sẽ giảm xuống còn 5 củ. Đây này ghi 5 củ 5 nè, em sẽ giảm còn 5 củ cho anh em mình ha. Đó. Rồi tiếp theo là ô số 7. Đâu rồi, ô số 7 đâu rồi? Ô số 6, ô số 7. Đây sorry mọi người, trời ơi nhiều quá em bị quán luôn á, tại vì trong này rất là nhiều cá. Rồi, bên đây là ô số 7 nè mọi người. Ô số 7 là 24K, 4 số 9. Em này là khoảng tầm 57 cm. 57 cm, màu cực kỳ đẹp luôn. Con này có ánh tím nha mọi người nha. Ánh xanh, lòng 7 ánh xanh, body đầu siêu muỗng luôn. Đó, chai đuôi đồ nghiêm chỉnh, dù nuôi ao nha anh em. Bao anh em mình có thể nuôi phong đen, phong xanh, phong trắng gì tùy thì anh em mình thích. Phong nào cũng được luôn. Đó, mắt môi chuẩn chỉ màu vàng như là mít luôn. Đó, nó vàng tới cái nang đuôi luôn nè anh em thấy không? Đó, nó quay qua nè anh em thấy không? Đó, nuôi ao, chai đuôi, mắt môi chuẩn chỉ, đó lòng vậy có màu xanh. Em này là 11 củ 5, con này rất là hiếm nha anh em. Đó, khoảng tầm 57 cm, một cái body quá đẹp luôn, 11 củ 5, 24K49, ô số 7. Thì có nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái lúa em này nó cao như vậy. Sao mắc quá vậy? Đó thì anh em nè, nhìn con cá đi, anh em kiếm đâu ra con cá như thế này, body như thế này. Đó, chuẩn chỉ mắt môi vàng ươm luôn, ô số 7 mọi người ha. Đó. Rồi. Đây, qua bên đây. Bên đây là ô số 8. Là một bé 24K, em này tầm 50 cm. 24K, body bản cao rất là cao luôn. Đó. Đó, bản nó rất là cao nha anh em. Mắt môi là chuẩn chỉ hết, con này là 8 củ 5 luôn. 24K 8 củ 5, size 50. Đó, hôm trước là mấy con cá em xả cá lỗi cá đồ thì nên là lúa nó rất là mềm. Còn hôm nay là quay clip cá chuẩn, cá tuyển, cá đẹp, body siêu đẹp luôn, màu đẹp luôn. Cho nên là lúa nó không có ve chai được nha anh em. Anh em đừng có thắc mắc em cái vấn đề đó nha, thông cảm giúp em. Đó, lúa nào thì cổ nấy anh em mình ha. Ô số 8 nha. Rồi, bên đây là ô số 9 nè mọi người. Ô số 9 này là 24K 4 số 9. Đó, blue bay luôn. Con này thì cũng size 50, full chai đuôi nè, anh em thấy không? Mắt môi chuẩn chỉ hết. Em này là 9 củ 5, con này là ô số 9 nha mọi người nha. Ô số 9 rất là đẹp, đầu siêu mũn luôn ha. Rồi, đây là ô số 10, con này Malagon. Đó, con này Malagon này 53 cm. 53 55 cm anh em ha. 7 củ 5. Đó, 7 củ 5. Rất là đẹp, 7 củ 5 nha mọi người nha. Mắt môi là khích rịch luôn nha mọi người. Đó, mắt môi là siêu khích luôn. Đó, ô số 10 ha. Rồi, đây là ô số 11 nha mọi người nha. Ô số 11 là 24K 4 số 9. Em này size 50, 8 củ 5. 8 củ 5. Đấy, 8 củ 5. 24K 4 số 9, ô số 11. Đó. Rồi, đây là ô số 12. Đây ô số 12 đây anh em ơi. Ô số 12 này là Malagon 50 cm, em này 6 củ 8, mắt môi chuẩn chỉ màu vàng ươm như mít luôn anh em ha. Đó, vàng cực kỳ luôn tại cá nuôi ao mà. Đó. Ô số 12 Malagon 6.8 nha anh em ha. Đó. Đây. Rồi, tiếp theo là ô số 13. Con này là con cuối cùng trong clip này. Em này là Malagon, em này là 58 cm. 58 cm, em này là 6 củ 9, là con cuối cùng trong clip này anh em mình ha. 6 củ 9. Malagon 58 cm. 6 củ 9. Body siêu mũn luôn anh em ơi. Đó. Siêu mũn luôn. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người nha. Và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong clip tiếp theo. Bye bye.